Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website Cloud Shop. Thì ở bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn làm cái chức năng upload email cho cái server Tomcat của chúng ta. Thì tôi đã hướng dẫn các bạn ghi file của chúng ta vô dưới dạng binary cho cái server Tomcat. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn loát cái email nó hiển thị lên. Thì bữa trước thì nó chưa có hiển thị email lên, thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn loát email lên. Thì tôi sẽ quay lại đồ Z và tôi sẽ tạo ra một cái backend com.demo.ut. Rồi trong cái package này thì tôi sẽ tạo ra một cái servlet. Tôi sẽ đặt tên cho cái servlet là Loát Email. Control net này. Và tôi sẽ chọn thêm cho nó cái hàm init này. Rồi cái servlet này thì tôi sẽ thêm cho nó một cái annotation @web servlet. Và trong cái này thì tôi sẽ cho nó cái thêm cái attribute là URL button. Các bạn set email. Rồi tôi sẽ import cái annotation này vô. Ở đây thì một số cái chỉnh sửa này tôi không cần thì tôi xóa đi. Rồi cái hàm duplicate này tôi không cần tôi cũng xóa đi luôn. Trên này thì tôi sẽ cho khởi tạo một cái biến hiệu trình là email tag. Rồi trong cái hàm init này thì tôi sẽ đi khởi tạo giá trị cho cái biến email path này. Tôi sẽ gọi system.getProperty. Và tôi sẽ chuyển vô cái chuỗi này kataniga.home. Rồi tôi sẽ cộng với đấy lại là file chấm set parameter, rồi cộng với lại cái chuỗi là asset, rồi set user, set rồi set email. Rồi tôi sẽ khởi tạo giá trị cho cái biến email path này như vậy. Rồi tiếp theo trong hàm duget thì tôi sẽ đi viết code để mà tôi thực hiện loát hình ở trong cái hàm duget như sau. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi get cái email. Đây cái path info. Tôi sẽ có cái biến trình request email bằng request.get path info. Rồi tiếp theo thì tôi check nếu mà cái kiểm tra nếu mà cái tôi sẽ kiểm tra nếu mà cái request email này mà khác luôn. Bằng luôn đi. Thì chúng ta sẽ trả về, tôi sẽ gọi là default. Thì cái default tôi sẽ trả về là 404 nó phao đi. Rồi tôi sẽ return mình luôn. Nếu mà cái định bất tịch này mà bằng luôn á thì chúng ta sẽ xem về cái error là nó fail, là cái tức là cái hình đấy nó không có tìm thấy.
Trong trường hợp ngược lại thì chúng ta sẽ đi decode để mà chúng ta đọc cái file này lên. Tôi sẽ có cái đối tượng là file này. Đấy, lịch này. Đấy, file. Thì trong cái này thì tôi sẽ chuyển vô là image path này. Tôi sẽ gọi cái đối tượng URL đi decoder. Decoder này và tôi sẽ thực hiện là decode. Code thì tôi sẽ chuyển vô request email này. Và tôi chuyển vô cái tham số theo là UTF-8 này. Đó, tôi sẽ thực hiện là decode cái file xem là cái file này có tồn tại hay không. Tiếp theo thì tôi check nếu mà file actual thực sự mà nó tồn tại. In trong cái system. Nếu mà cái trường hợp mà cái email nó không tồn tại thì chúng ta cũng xem cái default tương tự như ở trên cái trường hợp này. Thì tôi trên trong trường hợp mà cái email này nó khác cái sheet, tức là nó không có tồn tại thì chúng ta cũng sẽ xem về cái error là not found. Rồi trong cái trường hợp còn lại thì chúng ta cái email của chúng ta nó chắc chắn sẽ còn sẽ tồn tại thì chúng ta sẽ get ra cái content type của nó. Thì tôi sẽ có biến là trình content type. Tôi sẽ gọi cái hàm là get service content và tôi sẽ gọi get email type. Cái này thì tôi sẽ chuyển vô cái biến là email chấm get name. Rồi tôi sẽ kiểm tra check. Nhưng mà cái file tôi sẽ check cái file nếu mà nó có thực sự là một cái email không. Thì để mà tránh mấy cái trường hợp mà hacker nó tấn công vô và nó download mấy cái file khác chẳng hạn như file video chẳng hạn. Thì ta sẽ check nếu mà cái content time mà bằng bằng null. Hoặc cái content type mà nó thật quick mà nó không phải là cái kiểu là email. Nếu mà nó không có thật quick content type mà không thật quick với lại cái kiểu là email thì chúng ta sẽ cũng return về cái error thôi. Tôi sẽ copy cái error này xuống. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thực hiện các trường hợp trên là các trường hợp mà chúng ta kiểm tra cái email của chúng ta có tồn tại hay không, rồi cái email nó có phải là chính xác là email hay không. Thì bây giờ thì cái cây còn lại thì chúng ta sẽ gọi decon. Cái cây còn lại thì chắc chắn nó là cái email rồi, chúng ta sẽ gọi decon.vset. Rồi theo thì tôi sẽ gọi decon chấm set content type và tôi sẽ truyền vô cái content type. Rồi tiếp theo thì cái default rồi chấm set header thì tôi sẽ truyền vô thêm cho nó
content name. Tôi sẽ lấy cái ngang của cái email ra. Tôi chuyển vô đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ write cái email content to the form. Rồi, ở đây thì tôi đã có một cái server dev là ngoát email để xử lý cái việc ngoát email đây. Rồi bây giờ thì ở cái trang index thì tôi cũng phải update lại cái URL ở chỗ này. Thì tôi sẽ update lại như sau. Chỗ này tôi sẽ có cái là pay contact. Chấm request chấm contact path rồi set image rồi item thumbnail như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ đi build lại cái hộp bài. Rồi nó đã build success và bây giờ tôi sẽ đi run cái project này. Rồi cái project của tôi nó đã lên. Tuy nhiên thì cái trường hợp này thì nó vẫn chưa mát hình lên. Tôi sẽ đi kiểm tra lại xem là nó có vấn đề gì không. Tôi sẽ refresh lại cái. À, nó có sai ở cái chỗ này. Nó sai ở cái dấu này. Rồi, tôi xóa rồi. Rồi, tôi sẽ click cho sai. Và tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Thì tôi sai ở cái chỗ này. Chỗ này không phải là chữ IMG mà là chữ IMAY. Thì ở trong cái Connect What IMAY này, cái chỗ URL button thì tôi cho nó là IMAY như vậy. Thì ra là cái chỗ này tôi cũng phải để là IMAY luôn. Các bạn chú ý nha. Các bạn nhớ để chỗ này là IMAY như vậy. Nhớ cập nhật lại cái đường dẫn của nó như vậy nha. Tôi sẽ click vào save và tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Xong thì tôi build lại luôn đi. Tôi sẽ build lại cái project luôn. Rồi, tôi đã build success, giờ tôi sẽ run lại project. Rồi. Vẫn chưa nắp đây, tôi sẽ đi check console thì nó có lỗi này, nó bảo là null pointer insertion ở cái last email dòng 54. Cái get contact này nó bị lỗi, nó có thể là bị null pointer ở cái hàng get contact này. Tôi nên cho em tôi kiểm tra lại cái hàng init này.
Cái hàng init này thì tôi sai mất tiêu rồi. Tôi phải sử dụng cái hàng init của cái thằng cha của nó, là thằng HTTP Servernet mới đúng. Tôi phải sử dụng cái của thằng cha mới đúng. Tôi sẽ đi override lại cái của thằng cha. Đây tôi sẽ chọn usuộc này, tôi sẽ chọn override. Tôi sẽ đi override lại cái hàm init. Đây, tôi sẽ khởi tạo cái biến email path này ở trong đây mới đúng. Tôi sẽ bỏ cái hàm này đi. Đó, cái này tôi bỏ đi vào. Trên này thì có cái biến này bỏ đi vào. Rồi bây giờ tôi sẽ đi build lại cái project. Rồi, nó đã build success. Bây giờ tôi sẽ đặt lại đồ z. Rồi, nó đã unlock lên. Đó, thì bây giờ cái trường hợp này thì bây giờ nó đã unlock được cái email rồi. Rồi bốn cái sản phẩm này thì bốn cái item này thì mấy cái email của tôi để mấy cái email của nó ở trong cái folder này. Các bạn có thể copy hết mấy cái email này và các bạn bỏ vô cái email ở trong cái folder trong token này thì nó sẽ unlock lại cho các bạn. Ví dụ như tôi đi copy mấy cái hình của mấy cái item kia vô chẳng hạn. Tôi sẽ copy vô cái folder. Đó. Và tôi sẽ đi trên này tôi sẽ đi đi lại cái trang này thôi. Đó thì bây giờ nó đã loát lại được cái mấy email cho tôi như vậy. Đó. Rồi. Rồi như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái chức năng upload email. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm về các chức năng khác.